Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay thì bà con mới vừa đi rừng về đó, thì mang về được một cái lô giải hạt rất đẹp mọi người, có đủ loại hết, từ lá xếp, lá mít, rồi lá nhựa, rồi lá tre, các kiểu đủ loại, xanh sạch, rồi thân xanh, đỏ, tím, vàng gì có hết nhé mọi người. Đó, có cả kiến nhỏ cho mọi người sưu tầm luôn đó. Thì hôm nay thì cũng tầm được cỡ 80 hình. Đây là công sức của đoàn gần 30 người đi chia làm nhiều hướng theo các cánh rừng già của tỉnh Con Tum nhé mọi người. Để hái được cái lô giải hạn này thì thực sự nó cũng không phải đơn giản đâu mọi người. Cái mùa này mùa mưa nên là hái trên những cái vách núi, rồi những cái cây rất cao, rất là nguy hiểm, để mang được những cái dê giải hạn còn nguyên vẹn tươi xanh bày về là phải là một cái quá trình rất là gian khổ. Rồi thì hôm nay thì em chia thành các hình, thì mọi người chúng ta theo dõi clip thì thấy ưng hình nào thì cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé, hoặc là cái số thì em ghi sẵn đây, thì đài nè 0384750258 để đặt mua nhé mọi người. Đó, thì em có đầu tiên là có loại 200.000, thì có từ dê số 1 tới dê số 10 nhé. Tiếp theo là loại 250.000, thì có dê số 11 cho tới dê số 24. Rồi, loại 300.000 thì có từ dê số 25 cho tới dê số 35. Loại 350.000 thì có từ 36, 37, 38, 39 nha mọi người. Loại 400.000 thì có 40, 41. Tiếp theo là loại 500.000. Đây là những cái dê rất là lớn, khỏe, xanh sạch đồn có. Có dê 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 nha mọi người. 54, 55 nè. Rồi loại 550.000 thì có 56 nè, 57, 58. Loại 600.000 thì có 59 nè, 600.000 có cả lá mít, lá đồ. 59 nè, 60, 61 lá xếp, lá nhựa đủ kiểu. Rồi tiếp theo là những cái siêu phẩm là 62 700 nè, 63 700 nè, rồi 65 800, 66 800, rồi 64 nữa là 800 nha mọi người. Rồi và có một số cái gì đặc biệt giá trị cao, ví dụ như 67 đây là giá 1.1 nè. Rồi 68 1.5 lá xếp thân vàng đặc biệt. Rồi 69 đây là một cái dê tới 4 thân tơ lận luôn, lá nhăn nữa mọi người, 2.000.000. Và dê số 70 thì lá mít giá là 2.5 nha. Rồi ngoài ra thì em còn có một số cái combo kín cho mọi người, chúng ta thích mua kín và chúng ta chăm nhé. Kín thì mọi người chăm chỉ cần qua một năm thôi, năm sau là nó lớn vèo lớn. Dạ mang lắm mà nó lại được nhiều mặt hoa nữa mọi người. Rồi có dê số 70, combo 70, 71, 72, 73, 74, 75 này, combo kín đắc côi, mỗi combo 5 con giá 500.000. Theo là combo kiến trường Moray thì có 76, 77 là 5 con giá cũng 500 luôn, 78 2 khúc nguyên bản trường Moray thì giá 300, và 79 là một cái combo đắc bờ nè là giá 400, 3 con kiến. Rồi bây giờ em sẽ quay nhé mọi người, lúc quay em để cạnh cây thước 50cm cho mọi người hình dung cái thước giờ lan mình mua luôn. Thì mọi người thích giờ nào cứ chốt giờ đó nhé. Có số điện thoại em để trên tiêu đề hoặc là từ đầu clip em đã ấy rồi. Rồi đầu tiên là giờ số 1 nhé mọi người. Đây là một cái dê đắc côi nè, thân lá đỏ nè, độ lớn tầm 5cm đây, được 1, 2, 3 thân già nha, lá nè, lá đỏ trước đỏ sau nha, mấy cái thằng thân lá đỏ này nhiều anh em thích săn hồng săn bệt lắm. Rồi dê số 1 giá 200.000 đắc côi. Theo là sang dê số 2, độ lớn của mầm tầm 4-5cm thôi, nhưng mà được cái khỏe, nhiều thân già. Đây lá nè, rồi thằng này lá xếp tím đỏ nha. Rồi về số 2, giá 200 luôn, đắc côi. Theo là sang về số 3. Về số 3 đây, độ lớn mầm rơi vào tầm cỡ 5-6cm. Lá xếp đều nhau. Đây. Rồi, tím đậm luôn. Rồi, sang hồng xuống bệnh nhé. Số 3 đắc côi, giá 200. Theo là sang về số 4. Số 4 độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 10-11cm. Đây là một cái dê chimorai nhé mọi người. Đây, thân đỏ chấm rất nhiều nè mọi người. Đó, chấm đỏ. Đây, chấm lên cả lá luôn nha. Mật độ tím khá là dài. Hy vọng ra được mặt hoa tím đặc biệt nha. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thân da mọi người. Giờ đây cũng bước qua năm tuổi, năm thứ 7 rồi đó. Không phải giỡn đâu. Giờ số 4 chứ Moray giá 200. Theo là sang về số 5. Giờ số 5 chứ Moray luôn. Độ lớn mầm rơi vào tầm cỡ 9-10cm. Đó, lá đây. Lá thì thằng này kiểu lá khá là tròn to. Hy vọng lớn lên thì lá sẽ to ra. Khả năng có hy vọng ra lá mít nha. Giờ số 5 thì được 1, 2, 3, 3 thân già. Rồi giờ số 5 này Chumorai giá 200. Đó. Tiếp theo là em sang tới giờ số 6. Giờ 6 đây về khá là lớn. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 32-33cm. Đây thằng này thân mảnh nè. Thân mảnh Chumorai nè mọi người. Thân khá là xanh nha. Rồi. Thằng này các bác anh chị mua giờ này về chúng ta chơi hoa luôn. Vì thân về rất là dài rồi. Đó.
Rồi thằng này nó hơi ít thân da nha mọi người, nó chỉ có một thân da thôi mà được cái là thân tơ rất khỏe. Mua mọi người mua này thì giá nó rẻ nè. Về số 6 chưa Morai, giá 200 ngàn rất lớn nha. Về chơi hoa năm sau chơi hoa luôn. Tiếp theo là sang về số 7, về số 7 chưa Morai luôn, độ lớn của mầm tầm cỡ 10 cm. Đây giờ này thì thân khá là xanh. Gần được xanh sạch luôn nha mọi người, chấm tím rất là ít. Lá mướt nè, kiểu dòng lá tre nè. Thân xanh lè, thân già xanh lè. Rồi về sang ám khói, 5 cánh trắng. Về số 7, giá 200 ngàn, chưa Morai. Theo là sang về số 8. Về số 8 đây là một dề da ly nha mọi người. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 90 cm. Thằng này thì nguyên bản nè, mọc mà bám vào miếng vỏ cây, bà con người ta chặt ra nè. Rồi có cả một cái kỳ nhỏ mọc chung luôn. Rồi thân đây, ngọn lá ngọn thì nguyên si nha, còn mấy lá gần gốc thì sâu nó hơi gặm tí, nhưng mà không sao, chủ mọi người trồng giả hạt là quan tâm nhất là tới phần thân với phần ngọn nha, nguyên lành là được. Rồi được 1, 2, 3, 4. Rồi về này khá là khỏe, anh chị em nào có thể mua về này nha. Về số 8 giá 200. Tiếp theo là sang về số 9. Về số 9 đây là một cái dề da ly nha mọi người, độ lớn mầm rơi vào tầm 6 cm. Thằng này thì cái dòng lá xếp đẹp nè, đó mặt sau lá cũng tím nữa, về có thể săn hồng được. Rồi thân tơ cũng thân da cũ nè, cũng là cái dạng đốt ngắn nha mọi người. Nó được 1, 2, 3, 4 thân da. Giờ đây cũng qua năm tuổi, năm thứ năm rồi đó. Giờ số 9 giá 200 ngàn nha. Số 9. Tiếp theo là sang về số 10. Đây là một cái dề da ly. Đây là một cái dề đá côi mọi người. Số 10 này thì giá là 200 ngàn. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 6 cm. Giờ nguyên bản nha mọi người. Đó, anh chị em nào chúng ta sợ về khó chăm thì chúng ta mua nguyên bản về chơi nha. Còn mấy anh em chăm biết chăm khỏe rồi cứ mua về rời đi, giá nó rẻ hơn. Nguyên bản thì về chơi hoặc là về làm quà tặng cũng được. Đó, nhìn khá là hay nhé. Rồi về đắc cô nhé mọi người, lá tím về sang hồng bệt, về số 10 giá 200 ngàn. Tiếp theo là em sang loại 250. Đây 250 thì em có về đầu tiên là về số 11, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 8-9 cm nhé mọi người. Đây thằng này lá thân xanh, lá xanh nè, xếp đều nhau. Về sang ám khói nha mọi người, độ lớn của mâm cũng khá là to, lá cũng dòng lá đẹp nè, lá kiểu trái tim. Giờ số 11 giá 250 nha. Về trồng lá chậu quá đẹp luôn. Tiếp theo là sang về số 12. Về số 12 đây là một dề đắc cô nha mọi người, độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 7-8 cm. Đây giờ này dòng thân đỏ, lá đỏ luôn nè, lá gốc đỏ chót luôn. Rồi anh em nào thích săn hồng săn bệt người ta mua nha. Đây đỏ đậm đẹp. Về số 12 giá 250 nha, đắc côi. Tiếp theo là về số 13. Về số 13 độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 4 cm thôi. Giờ đây nhỏ nhưng mà khả năng cao lớn lên ra lá mít đó mọi người. Mọi người có thể thấy là dòng kiểu nó lá to xếp nè, mọc xếp búp với nhau, rất là đẹp nha. Rồi về số này thì được có 1, 2, 3 thân già. Giờ này hiện tại bước qua năm tuổi, năm thứ tư mọi người, kín thôi nha. Nhưng mà được cái lá đẹp, lá rất là tương lai hy vọng. Rồi về số 13 giá 250 về sang mít. Tiếp theo là sang về số 14. Về số 14 đây là một dề chưa Morai nhé mọi người, độ lớn của mầm rơi vào tầm 7-8 cm. Đây thân lá đỏ âu nè, về sang hồng sang bệt vậy đó. Cây nè mọi người, cái dề này nó ra một đống cây luôn nè, một cây, hai cây nè, ba cây luôn mọi người. Đó nguyên bản nha, nguyên bản nguyên dề đây, về mọi người đặt nhẹ vào chậu là xong. Về số 14 chưa Morai, tới 3 cây và một thân tơ đang đi khỏe mạnh. Về số 14 giá là 250 chưa Morai. Tiếp theo là em sang về số 15. Về số 15 chưa Morai luôn nhé mọi người, độ lớn của mầm rơi tầm 10-11 cm. Đây giờ này lá xếp búp nè, ngọn đang đi nè mọi người, kiểu dòng lá tròn to, khả năng cao lớn lên ra là mít đó mọi người. Rồi được 1, 2, 3, 4, 5. Anh em nào thích chơi thân lá, sưu tầm dòng thân lá đặc biệt thì mua. Số 15 chưa Morai giá là 250. Tiếp theo là sang về số 16. Về số 16 đây là một cái dề nguyên bản, thì dành cho các bác anh chị chúng ta thích sưu tầm nguyên bản ta mua. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 13-14 cm. Đây ngọn thì đang đi nhé mọi người, ngọn đang đi đẹp, lá dòng lá bóng luôn nè. Đó, được 1, 2, 3, 4 thân già, bám vào miếng nguyên bản đây, miếng thân cây nguyên bản. Rồi về mọi người chỉ biết ốp vào cái nào đó hoặc chúng ta đặt vào chậu là xong. Về số 16 chưa Morai giá 250 nha. Đó, cây rất là khỏe mạnh. Theo là sang về số 17, đây là một dề đắc cô nhé mọi người. Đây, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 5-6 cm. Lá xếp búp với nhau nè, đó, lá đỏ, dòng lá đỏ nha. Lá đỏ như lá phong nha. Đây, về sang hồng, sang bệt. Dề này thì được 1, 2, 3,
4, 5, 5 thân da luôn mọi người. Giờ này 5 tuổi cũng bước qua năm thứ 6 rồi đó. Giờ số 17 Daco giá 250 nha mọi người, thân đỏ và sang bệt. Tiếp theo là sang về số 18. Về số 18 đây là một cái dề da ly, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 15-16 cm. Giờ này thì em đánh giá là một cái dề rất là khỏe. Nhưng mà có một vài lá thì nó bị sâu gặm mọi người. Nhưng mà mọi người yên tâm là nó vẫn còn cái ngọn nè. Đó, tức là mọi người về chầm thời gian là cái ngọn mới nó phi ra là lá nó lại đẹp trở lại thôi. Thằng này thì được cái thân đỏ nữa, lá dày, thân đỏ, thân rất là cứng nha. Rồi, nhiều thân già nữa. Những cái dề thân già đây là nơi chứa chất dinh dưỡng mọi người, nó sẽ giúp đẩy cái thân mầm gốc này lên rất là nhanh nha. Giờ đây được 1 2 3 4 5 6, 6 cái thân già luôn. Bước qua năm tuổi năm thứ 7 rồi. Giờ 18 giá 250. Đó, mọi người mua về trồng làm giống có thể mua giờ này, khỏe mạnh, cứng cáp. Tiếp theo là sang về số 19. Đây là một cái dề da ly nha mọi người. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 10-11 cm. Thằng này vài cái lá gốc của nó như do bà con người ta vận chuyển nó bị gãy dập mất rồi. Còn cái phần thân dưới thôi. Nhưng mà nhìn sơ qua thì mọi người có thể thấy là cái đây là một cái dề thân lá rất đẹp nha. Nếu nó mà còn nguyên lá thì em nghĩ đây sẽ là cái dề cực kỳ đẹp và giá trị rất là cao. Nhưng mà nhờ thì nó rụng lá vậy thì giá nó sẽ rẻ hơn nha mọi người. Đặc biệt là cái thân đỏ nữa. Thân đỏ rất nhiều anh chị các bác thích mua cái dòng này về săn bệnh nè. Rồi, về số 19 này giá 250 nha mọi người. 250, thân rất cứng cáp, nù mập, đốt ngắn nữa. Rồi, tiếp theo là sang về số 20. 20 đây là một cái dề da ly nha mọi người. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 10-11 cm. Giờ này thì được 1, 2, 3, 4, 5 5 cái thân già luôn. Đây, mọi người xem. Thân tơ mua vừa rồi như trốn hoa, đốt ngắn. Mọi em nguyên zin nè. Lá đỏ nè mọi người, thấy không? Lá đỏ đặc biệt luôn nha. Các bác chị thích săn lá đỏ để kiếm mấy cái mặt hoa tím nhiều chúng ta mua. Về số 20 giá là 250 nha. 250. Tiếp theo là em sang về số 21. Đây là một cái dề Daco nha mọi người. Nó được hai mầm luôn. Một mầm rơi vào tầm cỡ 6 cm, còn mầm rơi vào tầm cỡ 4 cm. Đây, nó dề này thì lá cũng rất là đỏ luôn nè. Thân lá đỏ hầu được 1, 2, 3, 4, 5 cái thân già nguyên mạng đây. Về mọi người chăm thì nó sẽ có hai thân tơ luôn nha. Giờ số 21 Daco này giá 250, thân lá đỏ nè. Theo là em sang về số 22, cũng là một cái dề Daco luôn. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 5-6 cm. Đây, thằng này cũng thân tơ đỏ âu nè mọi người. Lá phía sau nè, lá sau cũng khá là dài cứng nha. Rồi nguyên bản nữa, được 1, 2, 3, 4, 5 5 cái thân da luôn mọi người. Giờ đây hiện tại bước qua năm tuổi năm thứ 6 rồi đó. Nguyên bản luôn. Về mọi người chơi hoặc là chúng ta làm quà biểu tặng gì á. Giờ số 22 Daco giá 250 nha mọi người. Tiếp theo là sang giờ số 23. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 11-12 cm. Đây, giờ này thì lá hình trái tim mọc khá là đẹp, thân cũng thẳng luôn mọi người. Thân nặng. Thằng này chăm lớn lên tí nữa thân lá đẹp đây. Và cái điểm đặc biệt nữa của dề này là mọi người có thể thấy cái sọc thân của nó nè, sọc thân xanh rất là trắng của nó. Các bác anh chị nào thích chơi cái dòng thân sọc xanh như vậy thì chúng ta mua nha. Dề số 23 này khá đặc biệt, dề số 23 này cái giá là 250. Tiếp theo là em sang dề số 24. 24 đây, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 8-9 cm và một mầm tầm 7-8 cm. Thằng này thì nó được tới hai ngọn luôn mọi người, hai thân tơ luôn. Về mọi người chăm thì chúng ta sang năm ta có hai vòi hoa để chúng ta chơi nha. Thân lá thì cũng tím nhiều nè, lá cũng dòng lá dài, đặc biệt là nhiều thân già nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 cái thân già luôn, nguyên mạng bóc rừng nè mọi người. Mọi người thấy không, nguyên sinh nguyên bản. Giờ số 24 da ly này giá là 250 nha mọi người, hai thân luôn. Anh chị em nào chúng ta thích mua cái dề này về chăm khỏe lắm. Rồi tiếp theo là em sang loại 300 ngàn một dề nhé mọi người. 300 ngàn dề. Thì đầu tiên là có dề số 25. 25 đây thì độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 18-19 cm rồi. Cái dề đây đặc biệt nhất của nó là cái lá nè mọi người. Lá tím đậm nè. Nó tím mặt dưới nha. Rồi nó còn tím lên cả mặt trên của lá nè. Cùng với đó là thân tím rất nhiều. Thằng này về săn hồng được. Săn hồng hoặc là săn bệt nha. Đặc biệt là thân già đỏ nữa. Rất nhiều anh em, anh chị ưa thích cái dòng thân đỏ này nữa. Đây, mọi người thấy không? Còn ngoài cái vong rong rêu trong rừng nè, bà con ta bóc ra nè. Rồi, giờ số 25, da ly này cái giá là 300 ngàn. Tiếp theo nữa là em sang xe số 26 nha. Giờ 26 thì nó có hai mầm mọi người. Một mầm tầm cỡ 5 cm, còn mầm tầm cỡ 11 cm.
Nhưng mà đáng lẽ cái dê này giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà vì cái ngọn đây nè, cái ngọn của cái thân dài đây nó có bị con sâu hay con gì chui vào nó cắn phía trong á, ngay chỗ đây nó mềm mềm mọi người. Đó, nhưng mà về mọi người chăm thì cái chủ yếu là chúng ta đi ngọn cái phần lá này nha. Và đây mọi người xem cái thân này rất đặc biệt nè, nó vàng kiểu nọn chuối luôn nè. Thằng này về có thể săn đột biến được nha. Đó, lá dài, dòng lá nhựa, thân vàng nữa. Rồi. Đây mầm gốc đây thì nguyên si nha. Còn cái mầm gốc đây thì ngay đầu mầm ngọn thì nó có con gì chui vào nó cắn một tí. Nhưng mà không sao đâu, nó cắn vậy chủ yếu là còn chất dinh dưỡng thì ít bữa nó sẽ nảy cái mầm mới ở giữa cây đây. Và nó sẽ tập trung đặc biệt là nó đẩy cái chất dinh dưỡng để phát triển cái mầm còn lại, mầm nhỏ còn lại nè. Giờ 26 gia ly đặc biệt này có giá là 300 ngàn nhé mọi người. Theo là em sang về số 27. Về số 27 đây, thì đây là một cái dê nguyên bản mọi người thấy mọc chung trên một cái khúc cây nè. Có cả một cái con kiến nhỏ hay con gì nó dính đây nè. Rồi, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 13-14cm. Đây, giờ này thì thân lá quá đẹp luôn. Lá xếp, lá dày nè mọi người. Thân kiểu dòng thân đen mọi người. Thân tím đen luôn nè. Rồi, lá mướt, bóng, khỏe mạnh, cứng cáp. Rồi, giờ này không có gì để chê cả. Thằng này về làm quà quá ok luôn. Giờ số 27 giá 300 ngàn nha mọi người. Tiếp theo là 27 là gia ly nha. Tiếp theo là sang về số 28. Đây về đắc côi. Nó là một dê thân rất đỏ luôn. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 5-6cm. Đây mọi người sẽ xem. Lá siêu đỏ. Thằng này là kiến thôi nhé mọi người. Kiến nhỏ thôi. Nhưng mà được cái đặc biệt là lá đỏ. Về cho anh em là chúng ta thích săn bệt chúng ta săn. Giá siêu tầm nha. Đây nó có cả một con kiến mọc chung nữa nè. Rồi thân thứ hai. Đây mọi người thấy không. Nó đỏ đậm luôn nè. Đỏ âu luôn. Đó. Mặt trước mặt sau gì. Đỏ rất là đỏ luôn. Về số 28 đắc côi này giá là 300 ngàn nhé mọi người. Giờ đặc biệt hơi nhỏ một tí, anh em nào muốn mua ra chịu giá khó mua với giá sưu tầm một tí. Tiếp theo là sang về số 29. Đây là một cái dê gia ly. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 10-11cm. Đây lá xếp búp với nhau mọi người ha. Mọc thẳng lên nè. Và lá tròn to. Thằng này về cho mọi người săn lá mít được nha. Đây kiểu dòng lá rất là tròn luôn. Lá đông xu nè. Rồi, giờ này thì được 1, 2, 3, 4, 5 5 thân già nhé mọi người. Cho mọi người về săn lá mít. Rồi, về số 29 giá là 300 ngàn, gia ly, quá đẹp. Theo là sang về số 30. Về số 30 độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 18-19cm. Đây là một cái dê chưa mò ray nhé mọi người. Đây mọi người thấy thân lá nè, mọc xếp đều nhau. Giờ này phải nói là cái dòng thân lá cũng cực kỳ đẹp luôn. Lá nó không tròn như kia nhưng mà được cái là lá nó bầu mọi người. Lá nó bầu và thân nó thẳng nè. Thân thẳng đều đẹp, thân tơ năm trước nè, rất là dài nhé. Thằng này thì sẽ còn phát triển mạnh nữa, độ lớn của thân tơ mùa trước lên tới 34cm luôn mọi người. Rồi, đây, các anh chị muốn chơi thân lá đẹp có thể mua ngay giờ này nha, giờ số 30 Chumorai giá 300 ngàn. Quá đẹp luôn. Tiếp theo là sang giờ số 31, cũng là một giờ Chumorai luôn. Độ lớn của mầm rơi vào tầm 19-20cm. Đây, giờ này thì lá xếp đều nhau, thân mảnh nha mọi người. Mấy cái dòng thân mảnh chứ mô ray thân mảnh mảnh mà hoa to và đẹp lắm á. Đây ngọn thì đang phi mầm. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái thân già luôn. Đây mặt sau mọi người tươi xanh mơn mởn nè. Đấy không? Đặc biệt là có cả sọc cổ lá nữa. Đây để em lấy nét tí. Trời thiếu nắng nên là nó. Đó thấy không? Sọc cổ lá nè mọi người. Rồi. Giờ số 31 chứ mô ray này giá là 300 ngàn. Đó tươi xanh mơn mởn. Tiếp theo là sang giờ số 32, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 10-11cm. Giờ này thì lá xếp đều nhau, lá dày, tím rồi mọi người, tím đậm nè, mọi người thấy không? Đây, nó tím thành từng mảng luôn mọi người. Nè, mặt, cái lá rất ngọn cũng càng tím đậm hơn cả những cái giá lá dưới đây mọi người. Cái này khá đặc biệt nha. Được 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái thân già. Anh em nào về săn bệt chúng ta mua. Giá 32 gia ly giá 300. Tiếp theo là sang về số 33 độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 11-12cm. Giờ này thì là cái dòng đốt ngắn, lá kiểu lá đồng tiền mọi người, lá đồng xu, lá tròn. Về sau này cho mọi người săn dòng mít đồng xu nha. Giờ này tương lai mọi người là một cái giờ thân lá rất đẹp đây. Giờ số 33 đây là giờ đắc cô nhé mọi người. Độ lớn của mầm thì được 1-2 thân. Thân nù đốt ngắn. Đây. Lá tươi xanh mơn mởn, quá đẹp. Về trồng lên chậu.
về 33, đá cô giá 300. Tiếp theo là em sang về số 34. 34 này, độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 18, 17, 18 cm. Đây, lá nè mọi người, à, lá kiểu đông xu nè, xếp đều nhau nè. À, đây là về chư morai nha. Đây mặt sau mọi người. À, rất là mướt. Đây, mọi người nhìn từ phía xa nè. Thân lá đẹp không? Lá nó kiểu tròn tròn mà nó không mọc gần nhau mà nó lại cách cách đều 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 nhau mọc ngang ra. Về 34 chư morai này thân lá cực kỳ đẹp luôn, giá là 300 ngàn. Được 1 2 3 4 5 5 6 cái thân già luôn mọi người. Giờ đây cũng rất lâu năm rừng nè. 34 chư morai. À. Rồi, tiếp theo là sang về số 35. 35 độ lớn của mâm rơi vào. Đây 35 là một về thân xanh sạch nha mọi người. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 19-20 cm. Thằng này thì lá cho bà con người ta vận chuyển là nó nhìn nó hơi dập tí. Nhưng mà về mọi người cứ trồng yên tâm đi, bởi vì cái thằng giả hạt về trồng quan tâm nhất là cái phần thân nha. Phần thân nó còn cứng cáp khỏe mạnh là trồng sống tẹt ga luôn. Đây. Thân nè mọi người. Đó, thân dạng xanh sạch nha. Nó chỉ có cái mật độ tím chấm nó rất rất là ít luôn. Đây. Đó, chỉ có một vài chấm tím thôi, còn lại là hầu như xanh sạch nè. Rồi cho mọi người về săn 5 cánh trắng nha. Về số 35 này giá 300 ngàn. Một vài thân già nó hơi bị gãy do bà con ta vận chuyển mà không sao đâu. Để mọi người cắt bỏ đi ha. Bỏ này chúng ta bế đầu nó lên kỳ á. Rồi về 35 chân bò rai giá 300 ngàn. Về săn đột biến. Theo là em sang về loại 350 về. Thì đầu tiên là có về số 35. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 90 cm. Thằng này thì lá nè, mọi người xem lá nè. Quá đẹp luôn, thằng này không có gì để mà chê nữa. Là lá nhựa nha, lá nhựa tím. Thân nè, uống như là rồng bay phượng múa à, được 1 2 3 4 5, 5 cái thân da nè, thân nu đốt ngắn, siêu phẩm đây. À, lá tím nè, thân nè. Rồi, thằng này về săn bệt nha, về số 36, đắc cô giá là 350. Giờ này cũng nhỏ thôi, không to đâu, mà được cái thân lá rất đẹp. Tiếp theo là sang về số 37. 37 độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 7-8 cm. Thằng này lá dòng lá trái tim, lá dày tím, lá nhựa nha mọi người. Và đặc biệt là thân siêu tím luôn. Thân nù đốt ngắn, lá cực kỳ tím luôn. Tương lai sẽ là một cái dề thân lá cực kỳ đẹp nha. À, các bác anh chị chúng ta mua, chúng ta có thể chơi dề này. Về số 37 đắc cô giá là 350. Giờ này cũng nhỏ thôi, không lớn đâu nhé mọi người. Tầm cỡ, để em coi, 8 cm thôi. Rồi, siêu phẩm. Tiếp theo là sang về 38. Đây là một cái dề chư morai rất đẹp. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 15-16 cm. Mọi người xem cái mặt lá nó tươi mà nó bóng luôn nè. Đó, cái chuẩn hàng mới vừa bóc rừng về nó phải như vậy. À, đây, cái giá thể nó vẫn đang còn đang ẩm luôn mọi người. Nó có một số cái cây rừng dây leo gì nó mọc chung chung với nhau nè. À, đây, thân lá tươi xanh mơn mởn. Chư morai. Chư morai về săn hoa đẹp nhiều lắm nha mọi người. Về 38 chư morai giá là 350. Đặc biệt là có thêm cả sọc cổ lá nè. À, những cái đường sọc cổ lá đặc biệt thân xanh nè. Rồi, 8 chư morai giá 350. Theo là em sang về số 39. 39 cũng chư morai luôn. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 12-13 cm. Lá xếp đều nhau. Đó, sọc cổ lá nè mọi người. À, thằng này thì dòng lá dày hơn. À, ngọn thì đang phi nè, ngọn tươi xanh mơn mận luôn. Phía mặt sau đây. Đó, cái bộ giá thể nó vẫn còn ẩm luôn rồi. Rồi, hai dề này, dề này với đây là mọc gần nhau nè. Mọi người thấy là những cái lá này nó gần giống nhau. Cái giá thể gần giống nhau. Về số 39 chư morai giá 350 nha. Tiếp theo là em sang loại 400 ngàn. Về 400 ngàn ở đây đây cũng là toàn là những siêu phẩm đẹp không. Đầu tiên là về số 40. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 17-18 cm. Giờ này thì dòng lá dài xếp. Mọi người xem, chúng ta về trồng lấy một cái chậu nè, lá nó xếp thẳng đều đẹp nhau. Này về trồng đứng nha mọi người, mua thì về trồng đứng. Và nó là cái dòng thân nù đốt ngắn. Mọi người thấy là cái cự ly đốt của nó rất là gần nhau, rất ngắn. Những dòng đốt ngắn này thường thân lá cực kỳ đẹp và đặc biệt là sai hoa lắm nha mọi người. Rồi về 40 này, đắc côi thì giá là 400 ngàn. À, giờ này thì đặc biệt là thân cũng xanh nè mọi người. Thằng này về có thể săn đột biến được. À, thân gần xanh sạch luôn, một còn một vài chấm nữa thôi. Rồi về 40 giá 400 ngàn.
Tiếp theo là sang về số 41, đây là về Chumorai nhé mọi người. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 30 29-30 cm. Đây, thằng này thì được rất nhiều thân da, 1 2 3 4 5 thân da luôn. Và thân tơ của nó nè mọi người cũng rất là xanh. Về mọi người có thể săn ám khói hoặc là năm cánh trắng cũng được. Thân tỷ lệ xanh càng nhiều thì cái mật độ khả năng ra đột biến càng cao nha. Đây nè, mọi người thấy không? Rất là xanh nữa, xanh từ đầu tới cuối thân luôn. Rồi chỉ một vài chấm tím thôi nhé mọi người. Sọc cổ lá này nè. Rồi về 41 Chumorai, giá là 400.000. Tiếp theo là sang về số 42. 42 thì độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ, để em coi, 41-42 cm nha mọi người. Và rất nhiều thân da, được 1, 2 nè, 3, 4, 5, 5 cái thân da đang tươi. Mấy thân da để về mọi người để cho nó đẩy mầm gốc nó nhanh. Hoặc là chúng ta có thể cắt ra, chúng ta ươm kỳ nhé. Cắt ra ươm kỳ nhân giống lên được rất nhiều. Và cái dề đây mới nhìn thì mọi người có thể thấy lá nó hơi héo. Nhưng mà cái thằng này là một cái dề nó là thân lá cực kỳ tiềm năng luôn. Mọi người có thể thấy là nó xếp kiểu như cái dòng lá mít trái tim nè. Nếu mà nó đang còn nguyên vẹn, còn lúc đang đi phi ngọn á, sẽ là một cái dề thân lá rất đẹp. Thằng này thì do bà con người ta hái về nhìn nó hơi dập dập một tí, nhưng mà được cái là cái giống thân lá nó đẹp nha mọi người. Các bác anh chị chúng ta mua chúng ta có thể sưu tầm ngay. Đây lá nè mọi người, không là to tròn kiểu trái tim. Rồi về số 42 Chumorai này, giá là 500.000 nha. 500.000 Chumorai đó, rất là lớn. Rồi tiếp theo là sang về số 43. 43 đây là một cái dề thân xanh nè mọi người. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 26-27 cm. Thằng này đây mọi người xem thân nè. Đó xanh lè lét luôn. Thấy không? Mặt sau đây, nói chung nó vẫn có tí tím, nhưng mà hầu như lá với thân xanh như vậy, xanh vậy thì về khả năng săn ám khói rất là cao. Đặc biệt may mắn thì có thể ra cả săn được cả 5 cánh trắng nữa. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thân da nè mọi người, xanh lè nè, thấy không? Thân nè, thân lá xanh ngắt luôn. Về số 43, đắt 43 đây là Chumorai. Chumorai giá là 500 nhé mọi người. Thân xanh, rất là xanh. Tiếp theo là sang về số 44. 44 giá 500 luôn. Độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 25-26 cm. Giờ này mọi người biết về làm gì không? Về chúng ta chơi bonsai nè. Mọi người có thể thấy lá nó kiểu lá bầu nè, bầu tròn, dài. Và nó mọc rất là đều nhau nha, mọc trên một cái thân tơ thẳng. Cái dề này nhìn mới nhìn qua thân mạnh mạnh á thì cứ nghĩ bình thường, nhưng mà nhìn kỹ vào thấy đẹp lắm mọi người. Đây, sọc cổ lá nè, không? Lá thân cũng xanh nữa. Đây, rất là mướt luôn. Về chơi bonsai mọi người, trong vào chậu nè, chơi bonsai nhìn đặc biệt lắm. Về 44 gia lê giá 500.000 nha mọi người. Tiếp theo là em sang về số 45. 45 đây, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 35-36 cm. Thằng này thì lá, thân lá xếp đều nhau. Thân cũng khá là xanh luôn. Đây, sọc cổ lá nè mọi người, sọc cổ lá rất nhiều nè. Đây, điểm đặc biệt của nó là thằng sọc cổ lá xanh nha. Mấy thằng sọc cổ lá là hầu như em thấy rất nhiều các bác anh chị chơi lâu năm hay để ý mua lắm. Đây, thân lá ngọt phi và mầm. Được 1, 2, 3, 4 thân da nhé mọi người. Thân da khô đang tính, 4 thân da tươi nè. Thân da cũng xanh le nè. Và 45 da ly giá là 500.000. Tiếp theo là sang về số 46. 46 độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 18-19 cm thôi. Mà đây là một cái dề lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Mọi người thấy không? Mọi người trồng nó dài lớn hơn tí nữa thì nhìn cái độ xếp nó sẽ gọi là siêu phẩm nha. Rồi một cái dòng thân lá cực kỳ đẹp luôn. Được 1, 2, 3, 4 thân da, 4 thân da nhé mọi người. Đây vẫn còn những cái mảng bóc rừng nè, rong rêu rừng dính chung nhau. Đó, cái hàng chuẩn rừng nó phải như vậy nhé mọi người. Để thấy nhiều các bác anh chị chúng ta mua cái hàng mà nó cứ bị cắt hết cái thân, cắt hết cái rễ, nhìn giống như là cái mấy cái hàng sổ rồi á. Về số 46 giá 500.000, đắt côi nhé mọi người. Đây thân xanh rồi nha. Rồi tiếp theo là sang về số 47. 47 đây, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 14-15 cm. Đây là một cái dề kiểu xanh sạch nha mọi người. Đây em soi kỹ cho mọi người xem, thân rất là xanh nha. Anh chị nào thích mua về săn đột biến thì chúng ta mua. Đây
nó vẫn có một vài chấm tím nhưng mà hầu như rất là nhỏ và mờ mọi người. Thằng này thì về cho mọi người mua xăng đột biến 5 bánh trắng nha. Đây. Rồi về số 47 Chumorai giá 500.000. Theo là sang về số 48. 48 đây là một cái dê đắc cô nhé mọi người. Đây. Rồi cái dê này rất đặc biệt luôn. Độ lớn của mâm mà rơi vào tầm chắc cỡ 20-21 cm, do nó mọc cong nè. Nó là một cái dòng lá dày nhé, dòng lá nhựa dày cứng. Thân nè mọi người, thân nè, mọi người xem đỏ từ đầu tới cuối luôn. Nè, cái mức độ tím nó cực kỳ nhiều trên thân này nhé. Đó, dạ mang không? Tím nè. Đó. Rồi. Giờ này và thân già nó nữa, thân già thì đỏ âu đây. Đó, mấy thân già thằng nào đấy đỏ. Đây là một cái dấu hiệu để nhận biết một cái dê có khả năng ra những cái mặt hoa đặc biệt, mặt hoa đột biến bệt nhé mọi người. Rồi về 48 giá 500.000, đây là một cái dê đá côi. Anh chị em nào chúng ta thích sưu tầm nên mua dê này. Còn nguyên một cái mảng rong rêu bóc rừng nè. Tiếp theo sang về số 49. 49 thì đây là một dê rất lớn dài, độ lớn tầm cỡ 39-40 cm luôn. Thân nè mọi người, thân lá rất là nhiều, lá xếp đều nhau. Đây là cái dòng lá lướt nha, đặc biệt là sọc của lá xanh nè, sọc của lá xanh rất nhiều. Đây, mọi người xem mặt sau nè, càng về ngọn là cái tỷ lệ xanh sạch nó càng cao nè mọi người. Sọc của lá. Rồi, thân già thì vàng chanh. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái thân già luôn mọi người. Thêm cả cái combo hở của lá nữa nè, cầu lá xanh lè luôn nè. Rồi về xăng đột biến nha, về 49 giá 500.000. Đây là một cái dê Chumorai nhé mọi người. Tiếp theo là sang dê số 50. 50 thì đây là một cái mảng nguyên bản đó mọi người, bám vào cái lớp vỏ cây bà con người ta bóc ra. Dê 50 này Chumorai có giá 500.000. Nó gồm hai kiến, một kiến xanh sạch độ lớn tầm 3 cm và một kiến tím độ lớn cũng tầm cỡ 3-4 cm. Đây mọi người xem kiến nhỏ thôi nha, kiến xanh sạch nè, xanh sạch đã không? Rồi thân này đó, thân rất xanh sạch nha. Rồi về 50 em cảm tiếc, về 50 này thì có giá là 500.000 nhé mọi người. Chumorai một kiến xanh sạch cho mọi người về sang đột biến. Hơi hắt xì tí mọi người thông cảm. Tiếp theo là sang về số 51. Giá cũng 500.000 luôn. Rồi đây là một con kiến nguyên bản Chumorai xanh sạch nhé mọi người. Độ lớn của mâm tầm cỡ 6-7 cm thôi. Nói chung kiến nhỏ thôi mọi người. Hàng xanh sạch thì giá nó cao. Đây mọi người sẽ xem thân của nó nè. Đó, thân rất xanh sạch nha. Lá vẫn còn tí màu tím nhưng mà thân nè, sạch cực kỳ sạch luôn. Đó, rồi đây, quay cái mặt bên dưới mà xem. Nó nguyên bản đó là quay bên dưới nó hơi khó. Đây, đã không? Rồi, về 51 Chumorai giá 500.000. Để sang đột biến nha. Tiếp theo là sang về số 52. 52 đây là về đắc cô nhé mọi người. Nó là một cái dê nguyên bản, độ lớn tầm 7-8 cm. Giờ này thì đắc cô giá 500.000. Giờ này quá đẹp rồi, được 1, 2, 3, 4 4 thân già. Lá nè mọi người, lá xếp đều ngang nhau nha. Đó, này về làm quà quá ok luôn. Về làm quà biếu xếp rồi nha. Đó, cực kỳ đẹp. Dòng lá dài nè mọi người, lá dài đẹp. Thân nù đốt ngắn sai hoa. Đó, về sang hoa đẹp luôn nha. À, khung nguyên bản đây. Nhìn to to vậy mà cầm lên nó cũng nhẹ nhẹ thôi mọi người, không nặng lắm đâu. Giờ 52 đá cô giá là 500.000. Nguyên bản quá đẹp. Tiếp theo là sang về số 53. Đây là một cái dê Chumorai nhé mọi người. Chumorai gọi là hai anh em song sinh nè, mọi người thấy không? Thân mảnh xanh. Lá nè, dòng lá rất là mướt nha. Đặc biệt là bà con người ta hái rừng về, người ta đem về tới nhà, cây nó vẫn còn nguyên tới từng cái từ cọng lá vậy nè.
Đây là những cái đội đi hái lan giả hạt rất là chuyên nghiệp rồi nhé mọi người, nên là hầu như người ta về người ta vận chuyển, người ta bảo quản được những cái dê giả hạt đây nó nguyên si giống như là trong rừng về vậy. Đây, ngọn nít rồi chưa mò ray này, cặp song sinh nè, về người ta chơi sưu tầm được. Giờ số 53, giá là 500.000, chưa mò ray thân mảnh mảnh mà hoa rất đẹp nha. Tiếp theo là em sang về số 54, giá 500, độ lớn của mầm rơi vào tầm 18-19 cm. Đây mọi người có thể thấy xem lá nè, lá nó tròn xếp đều nhau và thằng lá này nó cũng khá là to á mọi người. Đó, cây mới nhỏ thôi, chưa biết là được mít hay không, nhưng mà về mọi người hoàn toàn có thể là săn lá mít được. Đó, nếu mà nó lớn lên tí ra lá mít thì quá tuyệt vời luôn. Giờ 54 này giá 500.000 nha. Đây thân lá quá đẹp mọi người, lá bầu nè không. Rồi 54 gia ly giá 500.000. Mọi người thích chơi dòng thân lá có thể mua giờ này. Và đặc biệt là thân đỏ nè, đỏ âu thành từng mảng luôn, rồi săn bệnh được. Tiếp theo là em sang giờ số 55. 55 thì độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 25-26 cm. Lá mọi người thể thấy là lá đây cũng là một cái dòng lá cực kỳ đẹp luôn. Lá nó dày mướt, thân mọc thẳng nha mọi người, thân mọc thẳng được 1, 2, 3, 4. Bốn cái thân già. Năm thân già luôn. Đó, năm tổng năm thân già. Lá mướt cực kỳ mướt luôn, ngọn đang đi nữa. Đó, thằng này thì về chơi thân lá cũng đẹp mà cái mặt sau thân nó cái tỷ lệ mật độ tím trên thân nó nhiều lắm nè. Đó, tím cực kỳ nhiều luôn nhé mọi người. Đó, như nãy em đã nói thôi, tỷ lệ mật độ tím càng cao thì về khả năng săn hồng bệnh nó càng cao lên. Số 55 Kimoray giá 500. Tiếp theo là em sang loại 550 dê. Thì đầu tiên là có dê số 56. 56 đây. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 14 cm. Giờ này thì dòng kiểu lá bầu nè, lá bầu cho mọi người về săn lá mít nè. Đó, khả năng lớn lên cao một tí nữa là nó ra lá mít đó mọi người. Đó, mọi người thấy lá gần gốc nó tròn vo và nó bầu to ra nha. Rồi siêu phẩm, mới nhỏ nhỏ thôi mình nhìn thấy được cái độ đẹp của nó rồi. Thằng này thì thật sự là không có gì để chê cả mọi người, nó hoàn hảo, hoàn hảo từ đầu tới cuối luôn, đốt ngắn nữa. Rồi về số 56 đắc côi này giá là 550 nha. Tiếp theo là sang dê 57. Đây là một dê rất đặc biệt mọi người, mọi người có thể thấy cái lá nó tím cả trên phần trên mặt lá nha. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 34 cm. Đây nó tím, vừa tím trên thân mà nó lại tím lan sang cả trên lá luôn nè mọi người. Đó, đây mặt sau đây. À, nãy giờ mọi người thấy hầu như là những cái dê kia lá nó rất là xanh, nhưng mà cái dê đây thì nó lá nó lại tím lên cả trên cái mặt lá đó. Mọi người muốn sưu tầm những cái hàng đặc biệt đó, hàng khác biệt so với những cái hàng khác thì có thể mua ngay dê này nhé. À, thân lá đặc biệt thì khả năng cao lá hoa nó cũng sẽ rất là khác biệt nè. Dê 57 này giá là 550 nha mọi người, được 1, 2, 3, 4 thân già. À, rồi tiếp theo là sang dê số 58. 58 đây, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 27-28 cm. Cái dê này là một cái dê lá kiểu lá chanh mọi người, tức là mọi người xem cái kiểu nó lá nó không phải xanh đậm, nó cũng không phải xanh nhạt, mà nó kiểu xanh xanh vàng vàng, nó khá đặc biệt luôn. Lá thì bầu to, sọc cổ lá này, sọc cổ lá rất là nhiều, thân cũng tím đậm luôn. Đây tím, mật độ tím trên thân rất nhiều nha. À, đây à, giờ này về vừa về chơi thân lá đẹp mà vừa có thể săn hoa luôn, được 1, 2, 3, 4, 5 cái thân già. Rồi về số 58 này giá 550 thôi nhé mọi người. À, về rất đẹp đây, thân già nè mọi người, vàng âu luôn nè, săn đột biến được á. Về số 58 giá 550. Tiếp theo là sang về số 59. Đây là một cái về kiểu dòng lá mít nha mọi người. Đây độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 30-31 cm, và mọi người xem cái lá nó nè, nó là một cái kiểu lá mít nha. Mọi người về chăm cây nó tốt khỏe hơn thì nó sẽ ra lá mít đó. Đây lá nó rất là to rồi. Đây, và xem lá gốc nè mọi người, tròn vo này thấy không. À, rồi thân nè, mọi người thích săn sưu tầm săn những cái dê đặc biệt, những dê lá to lá mít thì có thể mua ngay dê này. Dê này giá nó cũng rẻ thôi, 600.000 thôi nhé mọi người. Và mọi người chăm lớn lên tí lá nó sẽ to theo nha. Đây mặt sau lá đây, thân cực kỳ cứng cáp luôn, rất là cứng. Thân tơ mùa trước mọi người xem cái độ
cái đốt của nó này, đốt rất là ngắn, đó, xếp đều nhau thẳng tắp luôn. Đây, đó. Rồi về số 59, giá là 600.000 là mít nha. Tiếp theo là sang về số 60. Về 60 thì độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 11-12 cm. Đây là một cái dừa nguyên bản, thân tím nè mọi người. Đó, đây. Thân tím lá xếp đều nhau, dòng lá dày nha, dày rất là cứng luôn. Rồi, đây là hàng siêu tầm cực kỳ đẹp. Giờ này thì là giờ đắc cô nhé mọi người, đắc cô nguyên bản, thân tím rất nhiều, về sang bệt, sang hồng. Sang giờ 61 cũng vậy, thì 61 lá nó còn đẹp hơn nữa, độ lớn của mâm rơi vào tầm 13-14. Đây, hiểu dòng lá trái tim nè mọi người, trái tim xếp đều nhau. Dính tí đất kìa. Đây, mọi người xem cái lá con gốc nè, nó hình thành y chang như là cái hình tròn luôn, tròn về trái tim luôn. Càng lên cao thì lá nó cái mực, cái tỷ lệ ra trái tim nó càng đẹp. À, nguyên bản luôn nha. À, ngoài ra nó còn có một cái con kiến nhỏ mọc chung nữa mọi người. Rồi về 61, đắc côi này giá 600.000, lá trái tim, lá xếp quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo là em sang loại 700.000. Thì đầu tiên là có về số 62. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 17-18 cm. Thằng này thì cái thân vàng khe luôn nè mọi người. Đó, vàng nọn chuối luôn nè. Đây, mặt sau nè. Rồi thấy không? Khác biệt so với mấy kia không? Thằng này về săn đột biến được á. Nguyên bản nữa, quá đẹp. Giờ số 62 này đắc cô giá là 700.000. Thằng này thì nó hoàn hảo từ đầu tới cuối luôn. Cả nguyên được cả nguyên bản luôn nhé mọi người, chứ không phải là rời luôn. Giờ số 62 giá là 700.000. Đó, đồ lớn. Rồi, thằng này siêu phẩm. Tiếp theo là sang siêu phẩm số 63. Đây. Nguyên khúc cây bà con người ta chặt được nè. Trên đó thì nó có hai dề. Đầu tiên là một cái dề siêu tím luôn, dề 63 đắc côi này giá 700.000 nhé mọi người. Đó, một cái dề mẹ bông con nè, tím đậm. Đó, hai dề mọc trâu chung trên với nhau nha. Rồi, tiếp theo là dề thứ hai đây. Đó, cũng cái dòng lá xếp khá là đẹp, thân già cực kỳ nhiều luôn. Đây. Độ lớn thì mọi người có thể xem. Đó, rồi cái dề 63 này thì có giá là 700.000 nha. Đó, nguyên cục đây về mọi người chỉ viết treo lên thôi. Đó, khá là hay. Các bác anh chị chưa có nguyên bản ta có thể mua cục này. Tiếp theo là em sang dề số 64. Số 4 đây là một cái dòng siêu phẩm thân lá, lá dày xếp đều nhau nè mọi người. Đó, đặc biệt là thân vàng nữa, thân vàng nghệ nè, vàng chanh luôn á, sọc cổ lá. Đó, thân rất là nhìn như là xanh sạch đó mọi người, tỷ lệ mật độ tím nó chỉ có vài chấm tím thôi, còn lại là thân xanh rất là nhiều. Đây mọi người xem nè, vừa lá dày đẹp mà thân này cũng kiểu xanh sạch nữa. Đây. Rồi về 64 này thì có giá là 800.000 nhé mọi người, 800.000 này quá đẹp luôn, rất là đặc biệt nha. Đây bộ rễ nó bám vào cái khúc cây khô nè, chuẩn hàng rừng giờ. Rồi 64 giá là 800.000, siêu phẩm lá dày, thân xanh sạch. Tiếp theo là sang về số 65, giá 800.000. 65 thì mọi người nhìn vào là chúng ta thấy khác biệt so với những cái dòng thân lá còn lại liền đúng không? Đó, đây là một cái dòng lá nhựa nhé mọi người. Lá nhựa và đây, nó mọc trên khúc nguyên bản và nó kiểu hoàn hảo từ ngay cả cái khúc cây cho tới cái thân luôn mọi người. Hai thân, mỗi thân tầm cỡ 6 cm thôi mà được cái lá nhựa nè, lá nhựa quá đẹp luôn. Đó, và nó xòe đều nhau ra hai bên. Em nghĩ là rất là hiếm khi có được một cái dề lan rừng mà nó đẹp như cái dề này mọi người. Thấy không, nó hoàn rất là hoàn hảo nha, cái thân tơ cũ mùa trước nó nè, đốt cực kỳ ngắn luôn, siêu ngắn. Còn cái này gọi là nu rục rịch đó mọi người. Về 65 giá 800.000 đắc côi nhé mọi người, siêu phẩm. Đây cũng nhỏ thôi chứ không to đâu, mà được cái đặc biệt, nó khác biệt so với những cái phân còn lại đó. Theo là sang giờ 66. 66 này thì cũng dề này về chăm khả năng cao ra lá mít mọi người, thể lấy những cái lá gân gốc này rất là to. Đây lá to và tròn vo nè. Đây rồi, nguyên bản luôn nhé mọi người, nguyên bản. Có cái lá ở đây thì nó hơi dập dập một tí, nhưng mà không sao, về mọi người chăm chủ yếu là thân lá và chúng ta lấy làm giống. Thằng này mọi người về chăm thân lá tốt khỏe hơn tí nó ra lá mít đó mọi người. Rồi nguyên bản nha, độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 26-27 cm. Mọi người chưa có mít thì chúng ta có thể sưu tầm ngay giờ này nha.
chứ nó mà lá nó còn nguyên vẹn mà xếp đều thì em nghĩ là giá nó cũng phải rơi vào tầm cỡ 1,5 triệu 2 triệu á. Giờ 26 giá 800 ngàn. Anh em nào muốn sưu tầm mít chúng ta mua 2866 nha mọi người, 66 giá 800. Đắt côi nha. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người là mấy cái siêu phẩm đẹp nhất ngày hôm nay, chắc nhiều bác nhiều anh chị cũng đang ngồi chờ lắm. Rồi đầu tiên là dề số 67. Đây là một cái dề lá nhựa. Để em lấy cái thước nè. Rồi, dề lá nhựa này thì độ lớn của nó rơi vào tầm cỡ 21-22 cm. Và cái lá của nó mọi người, cái lá của nó em không biết là nó lá do nó bị ăn nắng hay là do nó đột biến rồi mọi người. Đây nè, tự nhiên mấy cái đầu lá nó vàng khe luôn. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái lá nó vàng khe luôn nha. Đó, thì cái dề này em chưa biết là nó có đột biến hay không, nên là em bán với giá là 1,1 triệu thôi. Thì các bác anh chị nào chúng ta muốn thử xem về coi nó có trúng đột biến không thì mua nha. Còn nếu mà nó không trúng đột biến thì nó cũng là một cái dề cực, gọi là siêu phẩm cực đẹp luôn mọi người. Và cái thân nó kiểu dạng vàng nghệ luôn nè. Đó, thân rất là vàng. Đây. Cái dề này về vừa chơi thân lá vừa chơi đột biến được nha. Dề số 67 này giá là 1,1 triệu. Đó, gọi là cũng hàng cực phẩm. Lần đầu tiên em thấy luôn mọi người. Rồi dề 67 giá 1,1 triệu nha. Tiếp theo là sang dề 68. Đây, siêu phẩm lá xếp số 68. Dề này thì có giá là 1,5 triệu. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 30-31 cm. Đây, lá nó xếp đều với nhau. Thẳng tắp luôn mọi người. Thân già vàng nè. Thân già vàng khe luôn. Đây. Đó, mấy cái nhiều bác nhiều anh chị rất thích sưu tầm cái dề giải hạn như vậy để về chúng ta săn mặt hoa đột biến nha. Đây, mọi người xem thân nè. Thân già nó vàng khe. Thân tơ thì nó vàng như nghệ luôn. Đây. Và đặc biệt là lá nó xếp đều nhau nữa. Rồi, về số 68 này giá là 1,5 triệu nha mọi người, 1,5 triệu về 68. Lá rất là vàng luôn. Rồi, về 68 giá 1,5 triệu. Mặt sau nè. Thân nè, thân vàng như nghệ luôn. Đốt ngắn nè mọi người. Theo nữa là em sang siêu phẩm số 69, giá là 2,000,000 nha mọi người. Đây. Cái dề này thì nó được 1, 2, 3, 4, 4 cái thân tơ luôn. Và đây mọi người xem. Thứ nhất là cái lá của nó là dòng lá nhăn nè. Mọi người có thể thấy cái kiểu lá nó nhăn với nhau. Đó, mấy cái lá nhăn này rất là đẹp. Đây. À, thấy không? Sơ qua thì cũng thấy kiểu đẹp nữa. Nhìn nó rất là mướt nha. Được một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ, bốn thân tơ. Có cái thân tơ này thì nó bị thân nó hơi bị trẻ trong rừng rồi, nhưng mà nó vẫn đang phát triển bình thường, không sao cả nhé mọi người. Đó, nó có sẵn trong rừng luôn. Rồi đây, mọi người xem cái mặt sau đặc biệt của nó nè. Nó rất là xanh luôn nha, kiểu xanh sạch luôn nè. Không? Về săn đột biến được nha, vừa chơi thân lá nhăn mà vừa chơi đột biến được. Gần gốc thì nó tím, nhưng mà càng về cao thì cái tỷ lệ xanh sạch nó càng cao luôn. Thân lá nó cũng xanh lè luôn. Đây. Đây, em lấy nét đi. Đó. Thân lá đã không? Đây, thân bên đây cũng vậy. Hở cổ lá nè mọi người, cổ lá này xanh lè luôn nè. Đây, nguyên mảng bốc rừng nè, mới về luôn. Hàng rừng rất ít khi có những cái dê mà nó nhiều thân tơ như vậy lắm nhé mọi người. Đây là có hàng cực hiếm luôn. Dê số 69 này thì có giá là 2,000,000. 2,000,000 dê số 69. Lá nhăn. Rồi thân xanh. Thân xanh gần được xanh sạch luôn á. Đây, đó nhìn toàn cảnh nè mọi người. Một thân nè, hai thân, ba thân, bốn thân. À, quá đẹp luôn. Rồi 69 giá 2,000,000. Rồi tiếp theo là cái dề mắc tiền nhất ngày hôm nay nhé mọi người. Là dề số 70. Dề số 70 đây.
Đây, đây là một cái giờ lá mít nha, lá mít đây là lá mít xếp thân vàng khè luôn. Đó, mọi người thích chơi dòng lá mít xếp thì chúng ta có thể mua ngay cái giờ này. Rồi, nguyên bản luôn nha mọi người, nguyên bản nè. Giờ này đắc côi có giá là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi đắc côi. Thân vàng nghệ về săn đột biến được luôn. Lá nè, quá quá đẹp luôn. Dê này xứng đáng là cái dê VIP nhất, đẹp nhất trong ngày hôm nay. À, độ lớn của mầm thì rơi vào tầm cỡ 20 cm thôi. À, nói chung cái dòng lá mít xếp này thường thân nó ngắn lắm, tầm 20 tới 30 cm là cũng dài lắm rồi. Giờ số 70, giá là 2 triệu rưỡi. Rồi siêu phẩm nha. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu một số cái combo kín trong ngày hôm nay, thì cho các bác anh chị nào chúng ta thích chăn kín giống chăn em bé thì chúng ta mua nha. Kín đây thì chỉ cần qua một năm thôi thì cây nó sẽ gọi là phát triển cực kỳ nhanh nhé mọi người. Nhiều bác nhiều anh chị chúng ta biết chơi biết chăm, ta mua kín về chúng ta chăm về, mọi người trồng vào chậu vỏ thông bình thường thôi, bởi vì cái kín này ghép gỗ lũa thì nó không phát triển nhanh bằng chậu vỏ thông đâu. Rồi đầu tiên là combo số 71 nha, đây là kín đắc côi. Cái kích thước kín thì nó cũng nhỏ thôi. À, đây thì em sẽ quay lần lượt từng về em để cạnh cái thước nha, mọi người hình dung được kích thước luôn. 2 nè 3 4, nguyên bản nè, 5. À, kín này thì nhỏ thôi. Rồi 5 con giá 500.000, 71 nha, 71 đã coi. Tiếp theo là 72, một con nè. Bác nào có điều kiện mua nhiều kiến về chúng ta chăm, vài combo về chúng ta chăm cho sướng. 3 nè, tím. 4 nguyên bản nè. 5, đây. Siêu tím luôn nha. À, tím đậm. Rồi, combo 72. Giá 500. Theo là combo 73. Đã coi luôn. 1 nè, nguyên bản nè. Đó. 2 nguyên bản luôn. 3 về thân xanh nè mọi người. 4 đây nguyên bản, nhỏ nhỏ thôi mọi người, kín nhỏ thôi. 5 đây nguyên bản luôn. Đó, giờ này combo này rất nhiều nguyên bản nha. Rồi 73, combo 73 giá là 500. Đắc côi nha. Tiếp theo là em sang combo 74. 1. Đó, giờ này thì mấy cái lá sâu nó gặm rồi, nhưng mà được cái là ngọn đang nguyên nha. Đây mọi người về thể đi ngọn được, cái dê nó khỏe mọi người, dê lớn khỏe. 1 nè, 2, đây kín siêu tím luôn. Đó, nguyên bản luôn nha, tím đậm luôn. 2 3, đây cũng là cái dòng kín siêu tím, hai kín nhỏ nha, nhỏ được cái tím đậm. 4, đây dê này thì lớn khỏe. 5, kín nguyên bản, đây. Rồi, combo 74 giá 500.000. Đắc côi. Theo là combo 75, côi luôn. Đây, siêu phẩm tím nè, tím đậm luôn. 1 2. Đây, 2. Đây 3. Rồi. 4 nguyên bản luôn. Rồi, 75. Combo 75 5 con. Đắc côi giá là 500. Tiếp theo là em sang kín cho Moray nha. Tên là có combo số 76. 1 nè, 2, 3, 4, 5. À, rồi 5 con kín cho Moray nha, giá là 500. Theo combo 77 cho Moray luôn. 1 kiến lá mít nè, kiến này thì mất ngọn rồi nhưng mà được cái là lá mít. 1 2 3 4, đây giờ này thì lớn. 5 kiến nhỏ. Rồi combo 77 chưa Moray giá là 500 nhé mọi người. Tiếp theo là combo 78. Rồi, đây là một cái dê, đây là hai cái dê nguyên bản nha mọi người, chưa Moray. 1 nè. Thân này khá là xanh luôn. 2.
hai khúc nguyên bản nha, 300. Rồi. Tiếp theo cuối cùng là có combo số 79, đây là cái vùng đắc bờ ne nha mọi người, đắc ne, một cái vùng gừng rừng đắc côi nha. Một nè, combo nguyên bản nha mọi người, lá nhựa tím nè. Hai nè, đó cũng là tím luôn, lá nhựa. Ba, cũng thêm một em lá nhựa tím nữa. Rồi, 79 giá là 400.000. Đắc bờ ne. Rồi em đã quay xong cái lô giải hạn ngày hôm nay, thì các bác anh chị có nhu cầu mua về nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề nhé. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Đó, hoặc là những mua về đặc biệt ha. Rồi và mọi người lưu ý là giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Mọi người thanh toán tiền lan cộng tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan rừng, đặc biệt giải hạn tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.